phần dự án này. Bạn nhìn thấy đây chưa? Rồi. Rồi đúng không? Ok. 3 câu 1 nhé. Bắt đầu. Một bốn một và 21. Câu số 1 này, câu số 1 là Tuấn giải thích cho như thế nào. Vâng. Đây, con này thì có gói bằng cái giấy đẹp. Có gói á, ai bảo có gói đấy hả? À, à, có gói. Đây là ngữ pháp gì đấy? Đây là ngữ pháp mà ta rự đúng Đính à, không? có gắn à. Ta rự là được, được làm cái điều đó đúng nhỉ? Đấy, cái trạng thái ấy đúng chưa? Còn nhớ cái ngữ pháp ta được không? Là có gắn cái gì đấy em. Không phải có gắn, không phải có gắn. Đây là bọc mà đúng không? Có Chẳng bọc hạn như à, là có bọc. ví dụ nhá, từ cue no cue ni nhá, đấy, cabinga đúng không? Ôi ta được là Có trên đặt. bàn có đặt đúng không? Có đặt lọ hoa, người ta đặt lọ hoa xuống và người ta tạo ra một cái trạng thái là hiện tại trên bàn đang được đặt. Đấy thì câu Đó này à. nó là như vậy, cái món quà đã được bọc đúng không? Đã được Đấy. bọc bằng Đã được bọc bằng giấy đẹp bằng giấy đẹp. Thì cái chữ này là chữ gì em nhỉ? là bọc Chữ trên Hán trên tự đẹp âm Hán Việt là chữ bao, đọc là chữ D đúng rồi. Chúng ta chọn một cái chính xác này. Mấy phương còn lại là gây nhiễu không tồn tại. Câu số 2 các bạn nào đúng nhá. Câu 4, câu số 2 là Tuấn đúng rồi. Chữ Hán là chữ gì đây? là đắc ý ạ. Đúng rồi, chữ Đắc và chữ Ý sẽ đọc là Là tộc kỵ tộc cự đúng không? Ừ, chữ Đắc sẽ là tộc cự, còn chữ Ý sẽ là y y đúng rồi, như vậy là tộc cự y. Chúng ta chọn 4 là chính xác. Đắc ý có nghĩa là gì? là kiểu như là một là giỏi hay là cái tự hào. Ừ, đúng rồi, tự hào về cái đó, giỏi về cái đó đúng không, thích cái đó. Còn lại mấy cái này là sai, không không tồn tại nhá. Câu 3 nào, câu 3 điểm thẳng. Tại sao lại chọn một điểm thẳng? Cái này làm từ phát kiến. Đúng rồi, Ok. phát kiến sẽ là hạt kên đúng nhỉ, đúng rồi, chúng ta sẽ là số 1 đấy. Câu này nghĩa là gì điểm thẳng? Cái gì mới nên đã được Hoshi phần mình ngôi sao mới. đúng rồi, Hoshi là ngôi sao. Cái ngôi sao Ngôi sao mới nó mới làm sao đấy, đã được phát hiện. đã được phát hiện ra đúng rồi. Các cái từ còn lại thì có cái từ số 2 là từ tồn tại. Cái từ này là cái từ rất là quen thuộc với các bạn này, các bạn biết từ Haken này nghĩa gì không? Haken đấy nhá, Haken này là phái cử, cái từ phái Ok. cử. Có em tưởng nó phải có chữ chữ nhỏ gì chứ. Giời ơi, các ông đọc sai bét. Suốt ngày đọc là hạc kền đúng không? Hạc kền nó là cái chữ phát và chữ kiến. Còn hạc, hạc kền không có chữ nhỏ đâu nha. Đọc sai rất là nhiều. Nào là gì Là ạ? toàn bộ ở đây toàn đọc là hạt kiểu Đọc học trong sai. trong tiền hạt kiểu Đọc lập sai. lập phải à xin đây là phải luôn xin đi Hạc kền là phái đi, phái cử. Nó là hạc phải kền, không phải hạc hạt kền. kiểu phải có từ lập Giống lập như kiểu lập là phải tên bay, phải đọc là tên bay, cứ tên xin bay phải thì bay đọc đúng, nhớ
đọc chính xác nó phải là ha kèn. Nhiều khi người ta thấy sai người ta trả lời cho mình đâu, người tư kệ vậy. Rồi 4 5 6 nha. Ai làm nhanh thế Tuấn à? Rồi giờ bốn một hai và 1 3 2, như vậy câu thứ hai là khác, bốn ba câu tiếp theo là khác, giống nhau có câu cuối cùng thôi. Nào câu số 4 à, Tuấn chính xác. Tại sao lại là 4 này em? vì cái từ 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 hắn là từ kiện ạ. Sự Chữ này là chữ gì? Chữ kiện lắm hả? biểu em Chữ có mà 5 a không, em quên ạ. Tên đây này phải là là chữ từ biểu biểu ạ. chứ đúng không? Từ biểu ạ. Chữ biểu sẽ đọc là Là Arawa đúng rồi, Arawa Arawa, trong biểu động thị từ Arawa sự đúng không, có nghĩa là gì? biểu thị hoặc là biểu biểu Đúng rồi, biểu thị, thể hiện đúng nhỉ. thể hiện. Thế còn nhớ âm ghép của nó đọc là gì không? Âm ghép, Ông ghét là những âm ghép của nó đọc là hiểu nhá. oan hiểu Hiểu ví dụ trong từ đa hiểu đại biểu này đấy, đại biểu chưa. Phát với biểu ghép nhau đọc là gì? phát biểu Ừ. phát biểu phát biểu Rồi hạp điều đúng rồi, chúng ta phải là bốn. Nào câu 1, từ nào đọc là chime ste biết không? là siết ạ. Siết không phải như thế nha, đây Chim đánh chime ste nó không ra chữ siết đâu đấy, nó là chime te mới là siết em ạ. Đây này, động từ chime dự mà thì nó phải là chime te chứ, đây đây mới là siết vâng này. Còn simeste nó là chữ động từ simes, simesu, thị đấy. thì Thị có nghĩa là thể hiện, nó cũng gần giống như là chữ biểu đấy, nhưng mà nó đọc là simesu thôi, nó không đọc là arawa sự. Fuyaste là chữ gì biết không? Fuyaste là chữ tăng, à tăng có nghĩa là làm tăng lên nhá. Uvokaste là chữ gì? vận Chữ vận á, ai vận bảo chữ vận? chủ động Chữ đâu? động tự động Ừ, làm dịch chuyển. Như vậy là câu chuyển số 4 là 4 này. Tiếp theo câu số 5. Câu số 5 à, câu số 5 Tuấn cũng đúng luôn. 5 là 1 là kèn. Tại sao? Chữ này là chữ vì cái gì? chữ hắn là kiện ạ. Đúng rồi, chữ kiện. Câu này nghĩa là gì nhỉ? Là từ với anh Yamada thì tôi đã có cái cuộc điện thoại với cái sự với cái kiện sự kiện không kiểu sự Với kiện cái việc nhá, việc việc đây sẽ dịch là việc, với cái việc về cái việc cái cuộc cái hội hội nghị cái hội nghị từ tuần sau đúng không? Chữ an thì an là chữ gì biết không? án trong từ đề Đúng án. rồi, an là án này, đề án đúng không? Hô là chữ gì biết không? Hô có thể là chữ phương đúng không nhỉ? Thế vô biết là chữ gì không? Dụng nhá. Dùng Có rất nhiều chữ nhưng mà gọi là ý người ta đang muốn hỏi trong trường này là chắc là với cái gì, ở với cái sự việc như vậy. Câu 6. Câu 6 giống nhau. Rồi câu 6 điểm sáng nào. Câu 6 là chữ gì, với chữ gì lên điểm sáng? là chữ thông chữ cần Đúng rồi, chữ thông với chữ cần. Đọc là ừ. thư kin đúng không? Từ này có nghĩa là gì? Là mất rất nhiều thời gian Okay. để Làm
để đi làm, đúng rồi. Bây giờ chơi khó hơn nhá, âm ôn à, âm kunyomi của chữ thông nào, có nhớ không? là phòng là tô đô không phải Âm kunyomi của chữ thông thứ nhất là kayo, đúng không? Trong gì đây, à, số à, kayo đúng đi không? đi 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 về về ấy. Rồi đi đi về về. Thứ hai là thô nhá, thô. Băng qua Đúng rồi, băng qua, đi qua. Đấy, đọc là kayo và thô là kunyomi nhá. Hai động từ là thô sự này, làm đi qua này, ghép đọc là gì nhớ không? chữ Chư, đúng rồi. Trong từ cái kim cô giao chư, đúng thông không? Giao thông này. Đấy, gì nữa? thông hành Đúng rồi, thông hành. chữ cô Sư cô. Rồi vậy thôi. Chữ cần thì sao? Chữ cần có cư là gì? cần tìm được Thì như chữ cần này học ở N2. Chữ tô mê rự nhá. Đọc là chữ tô mê rự. Chữ tô mê rự có nghĩa là làm việc. Đấy, trợ từ chúng ta dùng ấy sẽ là trợ từ nhí. Chẳng hạn này, các bạn dùng là cai xạ đệ, đúng không? Ta đang tự là làm việc tại công ty, nhưng mà nếu mà dùng cái trợ từ là trợ từ à, trợ từ không dùng hatara mà dùng tô mê được ấy, các bạn dùng trợ từ là ni nhá, từ tô mê được đấy, đầu ghép là kin. Thư các cự là chữ gì biết không? Chữ gì đọc là thư các cự nhỉ? chữ học thông thông học Đúng từ rồi, không học, đi học học. đi học Thư các cự là chữ gì biết không? đi là cử trong từ lịch Thông dịch nhá. thông dịch Cư xin là gì biết không? Thông thông tín, tin thông tin. thông tin Bảy tám nhá, 30 giây thôi. nhớ chưa học. Chị nhé. Hai bốn và 23. Câu số giữa cái câu số hai người khác nhau trước nhá. Câu số 8 thì chúc mừng Điệp Tàng đã đúng. Đáp án đúng của chúng ta sẽ là số 3. Tại sao lại là số 3 Điệp Tàng? Cái số 3 là cái này là từ nỗ lực, từ nỗ thì không có chữ Rồi, chữ nỗ âm. không có trường âm. Còn nếu là một ấy, đô điếc tự ấy là chữ gì biết không? Này, Động lực động lực, đúng rồi nhá, động có trường âm, còn nỗ lực thì không có trường âm đâu. Tô điếu cự hay là tô điếu cự này không tồn tại, câu này nghĩa là gì được sao? câu này có nghĩa là tôi đã nghĩ là cái việc cần thiết cái nghĩa là cái việc nỗ lực của tôi nghĩ là cần thiết Tôi nghĩ rằng cái việc nỗ lực là quan cần thiết trọng, là cần thiết. không quan trọng Câu 7 nào, Tuấn nào, ừ. đây là chữ gì em? Em cũng nhớ chữ gì mà em nhớ chắc cái mỗi chữ này là cái chữ y qua rồi ạ. Chỉ Nhớ là nhớ cái đọc là không biết Iwa là đúng không? gì. Đây đây là chữ Hán, là chữ nham. Chữ nham trong tiếng Việt mình có trong từ nham thạch ấy. Đấy, nó là đá nhá, nó có nghĩa là đá, đọc là Iwa. Câu này như đọc đọc là gì? Là nhiều đá ở trên hòn đảo biển ạ Hòn à? Bờ đảo biển hay bảo hòn đảo đấy bờ hả? biển bờ biển à, Nào, từ này biết đâu người ta hỏi thì sao? à vâng. Người ta cài chân từ này người ta hỏi thì đọc từ này là như nào nào? Là cái gì ấy cái gì Lại tặng điểm người ta hả? Cai gang. Hải ngạn. Có nghĩa là bờ biển. Bờ biển này thì có nhiều có đá. nhiều đã Có nhiều đá, đúng rồi, có nhiều tảng đá. Nếu lại chỉ là ishi ấy, này. Cái chữ thạch ấy thì nó là những cái hòn đá nhỏ nhỏ thôi, còn Iwa nó là những cái tảng đá rất là to nhá, thì dùng từ này. Cai là từ gì? cái trong từ
cái theo ý người ta sẽ là chữ này, chữ cối, xó, ốc. Từ na là gì? Như mấy cái này là N3 chưa học, mấy hán tự này N3 chưa học. Từ na là Từ na là chữ chữ ta nghĩa là cát, cát nhưng mà sẽ nghĩ là từ vựng thì học rồi, chỉ không biết kanji thôi. Nami là gì nào? năm mươi là Sóng. biển sóng ạ. Sóng, sóng. Rồi, Nami là sóng. Tiếp theo nhá, nhận diện mặt chữ này. Bây giờ ủa, câu này hai bạn khác hoàn toàn nhau. Tuấn 432 điểm sàng là 341. Thế nào, câu đầu tiên? Rồi, câu đầu tiên Tuấn đúng rồi. À, tại sao lại là bố đại Tuấn? Bởi vì cái chữ Hán là thường, phần chính thường Chính thường. Chính thường có nghĩa là gì em biết không? là thông thường, bình thường Đúng rồi, chính thường là bình thường đúng không nhỉ? Câu này nghĩa là gì? là cái máy máy cái máy này thì tôi không đã Ai bảo. từ cái gì Đây, chất đây là lồng ghép câu nghi vấn alo vào trong cá câu là chứ. chất này cái chất Tôi đã kiểm tra. tôi đã kiểm tra thôi Tôi bình đã thường kiểm hay là tra chưa xem cái máy nó làm sao đấy. từ trạng thái bình thường Nó có bình thường hay không đúng nó không? có bình thường hay Karaoke là có hay không không mà. Tôi đã kiểm tra xem cái máy nó có bình thường hay không. Nên chúng ta phải chọn chính với chữ thường nhá. Đúng là 4. À, 1 thì sao? Chữ há là chữ gì đấy? không. Chữ này là chữ thịnh. Thịnh trong từ hưng thịnh ấy. Thịnh vượng ấy. Đấy. Thịnh và tình là không phải này. Câu 2. Đúng Chữ một này là chữ chữ uy nhá. Chữ này là chữ uy trong từ uy lực, uy quyền, quyền uy ấy, không phải. Câu 3. Sai chữ nào? chữ thứ hai ạ. Sai chữ thứ hai, đúng rồi. Đây phải là 4. Câu 10. Câu 10 Tuấn đúng tiếp, tại sao lại là 3 Tuấn? Bởi vì tôi đã cái gì tham gia cái gì kiểu là tham gia cái Kiểm tra kênh kiểm sọ. tra máu ấy, kiểm tra Điều máu tra ấy, máu à? Đây là kênh sọ là kiểm tra mà. Tôi đã kiểm thì nhỉ, tra tôi đã được kiểm tra cái kiến dễ kia là sẽ là máu đúng không? Máu thì chúng ta sẽ rồi cần chữ gì, chữ gì? và chữ mỗi cái dịch Chữ huyết và viết chữ dịch dịch viết đúng dịch nhỉ? Huyết dịch sẽ là máu này. Từ này đọc gì Tuấn biết không? và kênh cô cái gì là điều tra sức khỏe kiểm tra Kenkoshinan. sức khỏe. Kenkoshinan có nghĩa là khám sức khỏe nhé. Shinan là chẩn đoán. Thông qua khám sức khỏe thì tôi đã được kiểm tra máu. Từ số 1 nó là chữ ý và chữ thức, từ này phải đọc là gì? Ishiki đúng không? Từ số 2 không tồn tại nhá. Huyết Từ áp này không tồn tại, đọc là viên là không phải này. Từ số 4 đọc là gì biết không? chữ Đúng rồi, huyết áp phải đọc là gì? chữ Kiệt sư át sự đúng không? chữ Áp đọc là át sự, kiệt sư át sự. Đấy, sai. Câu 11. sai gì thế Sao huyết áp đọc là kiệt sư ích kỳ được? à chữ Người ta đã gạch kiệt sư ích kỳ mà, điệp sạc. Câu này có phải là câu chọn cái nào nghĩa đâu. Cái câu này là câu xem cách đọc, không phải là kiệt sư ích kỳ chứ. Rồi em nhầm. Câu số 11.
Câu 11, Tuấn đúng tiếp. Tại sao lại là số 2? Bởi vì có một ô ô tê là ô rimat là đuổi theo. Ừ, đúng rồi, OT là đuổi theo. Như vậy là chúng ta phải chọn số 2 là đúng. Câu này nghĩa là gì? Và mẹ tôi thì Ừ. đã đuổi theo tôi, Đây không phải là mẹ tôi đâu nhá. Ha ha ôi mẹ của là người bà ta, mẹ thôi. Bà bà mẹ mẹ thì đã đuổi theo đang chạy sau đứa đuổi con, theo sau đứa đứa con, con. đúng rồi. Từ số 1 đấy phải đọc là gì đây? Chữ đây là chữ tống thì phải đọc Gửi là gì? Okuri Ô cư đúng không? Ô cư tê đúng nhỉ? tên Chứ không phải là ô tê. Từ số 3 thì đọc là gì biết không? là áp là cái gì, oxy tê Đúng rồi, ô ấn. cư tê. Ô cư tê mới đúng. 4. 4 đọc là gì nhỉ? Chữ há là chữ Cầm chiết, có nghĩa là gãy. Từ này có đọc là ô là tê nhá. Đúng ok. không? Đây trên đánh nó ra này, đấy, ô tê trong động từ ô đựng ấy. Ô đựng là bẻ ấy, đúng không? Nhưng mà chúng ta sẽ không chọn được cái này bởi vì sao? Ô, Bởi không vì đúng nghĩa với nó không trong nghĩa phù của hợp, cậu, nó không theo không nghĩa của có được câu. nhé. Ừ, bẻ này ví dụ này, ví dụ nhá thì sẽ đúng này, kino ê đáo ô đựng ô tê ấy đấy, thì như này mới đúng này. Nhưng mà đây nó lại là rất tiếc, nó lại là theo đằng chạy theo đằng sau thì phải là đuổi theo, phải là truy mới đúng. Còn tiếp theo 12, 13, 14 này, xong được chữ luôn này, 331 và 334. Như vậy là khác nhau ở câu cuối cùng. Rồi xin xem mời điểm sàn nào, câu số 12 nào. Câu số 12 điểm sàn chọn mấy? 12 là 3. 3, đúng rồi. Tại sao lại là 3? Đúng rồi, là dưới này là chữ dáng và chữ xuống. Đúng rồi, có nghĩa là xuống. Câu này đọc như nào nhỉ? À, nghĩa như nào nhỉ? Này là khi mà xuống tàu biển thì tôi đã quên mất cái U. Đúng rồi. Kích đáp án số 1 không tồn tại này. Đấy, số 2 từ này đọc là gì? Biết đâu người ta lại hỏi cách đọc của chữ này thì Di sao, đúng chuyển, không? di chuyển Đúng rồi, nghĩa là di chuyển, đọc là gì gì nào? là cái gì à? Y đấy là âm onyomi nhá, ví dụ như là ghép, ví dụ như là ido ấy, ido di động, hoặc là y tên di chuyển thì dùng. Còn đây không thể đọc là như vậy được, đây là từ chữ t, từ tư là di chuyển. Từ số 4 đọc là gì? tên Đúng rồi, rơi đây là phương đựng phút t đúng không nhỉ, từ là rơi không phải là ổ đi rừng. Câu 13, câu 13 rồi, cả hai bạn đều đúng. Nhưng mà thôi Tuấn cho anh Điệp anh ấy trả lời nhé, bởi vì ba câu trước em trả lời. vâng. Điệp thắng câu 13 đáp án 3 vì sao? Cái này là xin chỗ là chiều cao là Đúng rồi, thân xin trồ trường, là chiều cao. Như vậy chúng ta sẽ cần chữ cái thân với trường. thân và trường, đúng rồi. Như vậy phải là ba. Cả câu này dịch như nào nhỉ? Câu này là khi mà từ khi Sau vào y đại học thì sau sau khi vào đại học thì chiều cao không thay đổi. đúng rồi, cái từ đầu tiên đọc là gì các bạn biết đâu? Từ này tồn tại đấy, Tung tung từ này đọc là Senaka nhá, là cái lớp xin là cả cái đường Senaka. Từ này biết đọc là gì không? Từ này không đọc là C mà đọc, từ này đọc là hai gộ đấy. Hai gộ là phía sau lưng. Từ số 4 không tồn tại. Câu 14,
Câu 14, tuần đúng. Tại sao lại là một tuần nhỉ? Vì có cái có một cách đọc của từ Go là Katari. Đúng rồi, chữ ngữ đọc là Katari thì biến âm thành Katari đúng không? Danh từ. Từ này có nghĩa là gì em? Em Mono chỉ nhớ Monogatari là gì biết không? cái từ Go, em không nhớ cái từ này, em chỉ biết là cái từ Go là Monogatari có nó là từ không kiểu là Katari thôi. từ story ấy. Câu chuyện. Ừ. Đây là Với câu chuyện rằng đã biết à, ai câu chuyện này thì ai cũng biết. rồi, câu chuyện mà ai cũng biết. Các từ 2, 3, 4 không tồn tại. Sai, không có từ này. Đây là chữ hóa này, chữ ký và chữ nguyên, không phải nhá. Đúng là một. Rồi tiếp theo, sang bài từ vựng. Bài từ vựng thì chắc chắn nó sẽ khó hơn là bài Kanji rồi. Ô, sao nhanh vậy? Nhầm Nhật. nhầm. Nhầm nhầm. Nãy là còn có mấy phút trên bấm bấm ấy và bấm lại. Hết giờ, hết giờ. Sao nó hiện ra cái này nhỉ, cửa sổ. Bấm vào chia sẻ màn hình. 1-1 và 1-4. Rồi, câu đầu tiên nha. Câu đầu tiên, chúc mừng hai bạn. Đúng rồi. Điệp sàng giải thích cho dây câu 15 nào. Cuối năm là để mà mua được cái ô tô mới thì tôi đã đến quán để lấy cái catalog. Đúng rồi, tôi đã nhận cái catalog ở cửa hàng đúng không? Cái đây có nghĩa là gì điệp sàng? Là cái như kiểu là cái catalog là cái quảng cáo, cái tờ quảng cáo thì không Ừ, được catalog phép là đấy ạ. quyển quyển quảng cáo đúng không? Ừ. Số 2 nào, ô đà là gì nhỉ? Oda chắc là order. Đúng rồi, chính là order đấy, chính là gì đấy? Đặt đúng không? Đặt này. Recito là gì? Recito chắc là receipt và receipt. Đúng rồi. Điệp sàng biết tiếng Anh nhiều Thì phết quên rồi, hết. Quên hết. nhỉ? Recito là gì? Hóa đơn nhá. Hóa đơn à, receipt. Hóa đơn. Tại sao không phải là tôi nhận hóa đơn? Vì cái này là để mà mua là chưa mua, Đúng chưa rồi, có tức hóa là đơn. chưa mua, phải là nhận quyển quảng cáo đúng là để xem. Thê đựng là gì? Chế độ chắc giảm giá xem. Đúng rồi, giảm giá, khuyến mãi. Như vậy đúng ở đây phải là Ichiban. Là chính xác. Câu số 16. Câu 16. Câu 16 điệp sáng đúng luôn. Câu này là chọn hay là tâm linh cái điệp sáng? Câu này là tâm linh. Tâm linh à? Tại câu này nhá, chúng ta có một cụm cố định đấy là Kanji ga suru. Có nghĩa là gì mọi người biết không? Kanji ga suru nó có nghĩa là này. Kanji ga suru ấy nó bằng với Kanji ga haru. Có nghĩa là có cái cảm giác như thế. Đấy. Thì câu này sẽ dịch như nào nhỉ? Tuấn nhỉ?
cái số là cái quần áo à, quần áo à? Ừ, Fukuso là quần áo. Quần áo của anh Tanaka thì có cảm giác Có cảm rất giác, đúng là, rồi, có cảm giác có rất cái cảm là giác rất là thường 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 phẩm thì đẳng yohi, cấp à? đẳng cấp, trang nhã, lịch sự. Các từ này, ví dụ từ canxin là gì đấy? Cảm tâm, quan tâm Canxin là quan tâm, không phải, đúng không? Số 2 là gì đấy? là kim Kibun có nghĩa là gì? để Kibun là tâm kim trạng, đúng không? Số 3 là gì đấy? sự kích sự suy nghĩ. Kangai là suy nghĩ, không phải, đúng nhỉ? Đúng, đây phải là số 4 nhá. Kanji là cảm giác như thế. Tôi cảm nhận của tôi như thế. Nó sẽ cố định với nghĩa và cái từ đa sơ lựa này. Câu 17 và câu 18 này. Okay. 4-3, 4-3. Rồi em. Rồi, Anh hết tiền câu số rồi. 17 nào, xin mời Anh hết tiền Điệp sang giải rồi. thích cho xem nào. Câu 17 tức là cái thuê cái Abato ở cái Atari là cái gì nhỉ? Xung quanh nhé. Ở Ở xung quanh chỗ này vùng thì này. Ở thì vùng cái này tiền này thì để thuê căn hộ, đúng không? Thì căn hộ thì cái tiền thuê nhà hàng đúng thì rồi, tiền khoảng thuê nhà hàng tháng, thì cần phải năm đúng yên mất rồi. năm Vậy thì là dấu hiệu chúng ta có cái từ gì đây nhỉ? Thuê căn hộ, đúng tiền không? thuê Đấy, hộ đúng rồi, thì đúng nhất và ở giá đây phải trị là là bốn nhá. Giá trị là tiền tiền nhà. thuê nhà. Số 1 là gì? Số 1 là ba cự là cái gì khách Các cự là giá, chữ bán hán là chữ rượu đi giá, chữ nữa cách có nghĩa đi là giá, ra cả giá cả, đúng rồi, đúng từ đây đang ấy. Số 2, Daikin là gì đấy? Daikin là cái tiền phí Đúng rồi, Daikin là tiền phí. Tại sao không phải là tiền phí hàng là tiền tháng? thuê nhà tiền Đúng phí thì rồi, phải. nó có cái tiền, nó có cái từ chính xác nhất là tiền Tiền chính xác thuê nhà, tiền là ra phí, đúng không? Không phải. Số 3. Kahi là cái phí của cái hội gì Kahi là hội phí nhá, giống tiếng Việt hội mình luôn ấy. Đúng không? Hội phí câu lạc bộ kiểu đấy. Đúng, đây là 4. Câu 18. Câu 18 đúng là 3. Rồi, như vậy là nãy điểm thắng tay tay Canny nhiều, nhưng bây giờ từ vựng đúng hết 4 câu đầu tiên đấy. Câu đầu tiên, câu 18 tại sao lại là 3 Tuấn? vì cái từ có một từ cắt là từ simate Simate là thể T chứ. Dạng gốc của nó là gì? simarimas Simarimat, ai bảo em Simarimat đây? Chất nó là Simaimat nhá, simai Simaự nhá, chứ không phải là Simaru đâu. simai Rồi, đúng, đây là số 3 là chất, đúng rồi. Câu này nghĩa là gì? simai vì là bắt đầu cái bài bài kiểm tra nên Vì bắt đầu bài kiểm hãy tra cất cho nên hãy cất cất cái tài cái di số cái tài tài liệu từ điển. Từ từ điển tên điển vào trong cặp rồi, dấu hiệu là rồi cất từ điển ở trong cặp nhá. Tamete là từ gì các bạn biết không? à, tích ấy. Tamete, Tích là Tamete, Tamete nó là tích chữ, tích lũy.
Tô di tê thì sao, là chữ gì? Tô di tê đấy, chữ đóng đúng không? Chữ bế đóng này. Ta tan đê là chữ gì biết không? Ta tan đê, ta tan bự rất đúng không nhỉ? Rồi tiếp theo này, 19-20 nhá. Tuấn 23, Kiệt Sàng 21. Thứ nhất là câu Rồi, thế chúc mừng Điệp Sàng tiếp nhá. Điệp Sàng đúng cả hai câu. Câu 19 là 2 và câu 20 là 1. Tuấn giải thích cho dây câu 19 nào Tuấn. Câu 19 là câu tôi thì muốn biết cái phương Picasso là cái thời trang. Đúng rồi, fashion là thời trang. Tôi muốn biết cái thời trang thì phải là thời trang gì nhỉ? Thời trang mới. Được, thời trang mới thôi á. Mới mới nhất. Đúng rồi, mới nhất, tối tân là mới nhất. Tôi muốn Mới biết cái nhất thời trang mới nhất của. của giới trẻ của Nhật. Đúng rồi. Từ số 1 nghĩa là gì? Là đầu tiên sai sai đại Đầu lớn tiên nhất, hả? Tay đai phải là lớn nhất chứ. Đúng lớn rồi. nhất Lớn nhất. Từ này là là gì? Hai chiêu. cái sai siêu là ở giữa Tưởng là là trong trung nhất. Hai chữ trong là nhất không phải, thế trêu thôi, tại vì đang nhất mà dịch là chung ở trong. Hai chữ nó là gì nhỉ? Ở giữa, đúng rồi, ở giữa tiến trình. Nó thường dùng ngữ khác, ví dụ nhá, kai gi no hai chữ ni đấy, te den ni nata, đang trong giữa cuộc họp thì bị mất điện, nó dùng trong ngữ pháp kiểu này. N2 sẽ học tai ta là gì? nhiều nhất Đúng rồi, nhiều nhất. Thì vậy đúng phải là hai. Điểm sáng, tại sao 20 lại là 4? 20 thì em loại cái đáp án ba hoặc ba đáp án lại Này có thể loại được đúng không? Ví dụ nhá. Câu dịch cho câu này nào. này là những cái tạp chí với những cái tờ báo không cần thiết thì Thì chồng lên nhau đúng không? như Kasanete là cần chồng lên nhau này. Himo là gì biết không? mô là em không biết Kim. Vậy là câu này tâm linh rồi. Kim mô là tâm linh mà dây. em Kim mô là buộc mà dây. Vậy là buộc. May là đầu từ tiên Shibaru có nghĩa là buộc chi đấy. mắt thì Shibaru nha, đây. chết à. Shibaru, hán tự là kanji N1. Chưa học đâu. Shibaru có nghĩa là buộc. Kakonde là gì? Kakonde đây nhá, là vây, vây quanh. Đấy. Shimete là gì? Mới tên là Anh đóng đúng rồi, xin là đóng này, vặn quấy vân vân, nhiều nghĩa lắm. Ad là gì? Động từ a mự là đan đúng không? Tê táo a mự là đan áo len đấy. Thì câu này là tôi buộc bằng dây và tôi vứt đi đúng không? Đúng, đây là số 1. Hai, 21-22 này. Được rồi.
Cuốn là 32 và điểm sàn là 34. Thế thì nghĩ điểm sàn lẽ là phải đúng câu 22 chứ. Câu 21 nó sẽ mời điểm sàn nào? Câu Đúng 21 là Cancer rồi, là hủy. Cancer. Tại sao lại là Cancer nhỉ? Vì mà có cái sự có việc gấp. Yoshiga có nghĩa là bởi vì tôi có cái việc bận, có việc gấp. Có việc bận việc gấp nên nên tôi đã hủy cái cuộc hẹn ở Đây không phải là cuộc restaurant hẹn đâu, cuộc hẹn nó phải là dạng số cự, đây là vô đặt nhá, trước là đặt trước, đúng rồi, tôi đã hủy từ đặt trước cái trước gì đấy nhỉ, nhà. cái nhà hàng, đúng rồi, hủy nhá. Số 1 là gì? Số 1 Không là làm gì, cách cửa check check out, cửa check out trả phòng đúng check không? out Không phải, cắt tội là gì? tội là cắt Đúng rồi, cắt tội là cắt, cắt giảm, không phải. Số 4, OB OB, ba over, ba over, over nha, vượt quá, over là chính là over đấy. Người ta không phát âm là v, tiếng Nhật nó không có âm v, nó đọc là ba hết. Tại sao lại Việt thành b là như vậy đấy? Nó không có v, nó chỉ có âm ba, âm b thôi. Câu 12, Tuấn đúng. Tại sao lại là hai Tuấn? bởi vì cái bước kia là cái hướng Đúng rồi, câu này sẽ thấy hơi tiếc cho điểm sáng nha. Xong đi nhá. là dịch thành chữ kiến là được xây Không, nhưng mình phải nhìn cái gì đấy, mình phải nhìn cái từ đằng trước chứ, đúng hướng không? Cái này là gì Tuấn nhỉ? là nhà cái căn phòng của tôi thì Thì hướng đông. đúng rồi, phòng tôi thì hướng đông, chả là tây đông cả, đúng không? Hướng đông. Cái từ số 1 đấy rồi ấy, nó sẽ đi kèm với lại cái từ để diễn tả là ven. Ví dụ này, cà hoa rôi là ven gì? Ven sông, đúng rồi. Mì chi rôi là Bên đường. ven đường, đúng rồi. Còn hướng nhá, sẽ là hướng đông tây nam bắc, đúng nhỉ? Minami, Kita, vân vân. Đấy, Komi này nó không ghép từ như thế. Từ số 4 ấy, nó ghép từ, nó dùng để diễn tả nhà xây bao nhiêu tầng, ví dụ như là nhà xây 2 tầng là gì biết không? Đắt tiền Nikai Date nhá, cái đặt này, Nikai Date là nhà xây 2 tầng, Ikai Date là nhà xây một tầng, đúng đây phải là số 2. Rồi tiếp theo câu 23, 24 và 25, cứ 3 câu luôn đi, 1 phút rưỡi. Bây giờ là người nhà các lý thì người ta nhưng mà người ta không có hiểu phát tâm là về cái mạng xương thôi.
Bạn là không biết. Nhưng mà thì không biết là đâu luôn. bốn ba một và bốn một một. Ờ, như vậy là khác nhau câu giữa đúng không? Nó Câu sẽ mời Điệp thằng câu 23 nào. 23 là em chọn từ cảm động. Đúng rồi, cảm động là chính xác. Lý do. Khi mà đã xem cái Ừ. bộ phim hôm qua thì Đúng tôi vì cảm động rồi. nên tôi đã khóc. Đúng rồi, dấu hiệu của chúng ta là gì nhỉ? Thứ nhất là bối cảnh là xem phim đúng không? Thứ hai là đã khóc, đúng rồi. Từ đầu tiên, căng ghê là gì? Căng ghê Căng ghê là gì Tuấn? nhớ được từ đầu là từ quan khán Không phải quan đâu, chữ đầu tiên là hoan. Căng ghê là quan hoan nghênh. quan nghe Hoan nghe nghênh chào đón. Câu số 2 nào. cái này là Từ ô en là gì nào? ô trên En là cổ vũ nhá. Thể thao hãy dùng từ ô en này. Từ số 3. cái này là kỳ vọng Đúng rồi, kỳ vọng. Đúng đấy, phải là à. cổ vũ. Câu số 24. Câu 24 Tuấn đúng. Tuấn giải thích cho xem nào. Vì đã vội gấp Ừ. nên Vì là đã rất là vội đúng không? Nên tôi đã tôi đã lên nhầm xe buýt à, vậy thì tại Karin sao lại đã chọn giật ta? mình ạ. Ai bảo em giật mình hả? Cái gì Không phải ngạc giật nhiên, mình, không phải ngạc nhiên. Ukari là lỡ, lỡ nó đi với Teishima đấy, có nghĩa là lỡ làm điều đó, một điều thường là một điều không tốt, bởi vì vội quá nên là tôi đã lỡ lên cái xe buýt không phải cái xe mà tôi cần lên. Đúng hay phải là ba nhá. Pitari là gì biết không? Đúng rồi, Pitari là vừa khít bằng với A này đúng không? Không này. Gutsuri là gì biết không? được xem đi ngủ Gutsuri là say sưa nhá. ngủ say Thế mưa đúng rồi, say. Ukari lỡ thường đi với Teishima này, lỡ làm cái điều gì đó này, một điều không tốt. Gakari là gì? việc cari học linh Gakari bằng từ Shichibo. Suru. hối dần hả Thất vọng. vọng Ừ. Câu 25. Câu 25 điệp sản nào? 25 là cái anh Mori sằng này vì học này, học cái sinh mệnh học nên đã trở thành bác sĩ rồi. Học cái gì, học cái gì cơ? Em dịch được cái từ sinh từ mệnh với Benkyo Chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Từ Isokeme là cái từ isokine chăm chỉ là isokine cái từ gọi là học tiếng Nhật. Ai cũng nói nhưng mà không không làm được như thế. cái Isokeme mình là hết mình đúng không? nỗ lực hết sức Đã học hết mình cho nên là trở thành bác sĩ đã trở thành một người bác sĩ làm sao? bác sĩ lần Đừng nói như thế đại là cái này chọn đại nhá. mà thế gì Ôi giời ơi, ông ơi. Thế chọn đại hơi lập nhiều, phái chọn đại. từ lập phái Dipa là gì hả Tuấn? và gây giỏi ấy. Tuyệt vời Đúng rồi, Dipa là tuyệt vời. Đúng, từ thần. Baranshi. Này, từ Baranshi. Nào số 2 nào, Sakana là gì biết không? Đừng bảo là cá Sakana đấy. Sakana là thịnh hành, đúng nhỉ? Đấy. Thịnh hành chữ thích. Man dô cự là gì? thỏa mãn Đúng cửa rồi, thỏa mãn hài lòng. Xin sen. xin xem là cảm tâm Không phải cảm tâm. Canxi mới là cảm tâm chứ. à Xin tươi sen đây mới là tươi mới. Đúng rồi. tình nhớ Tiếp chứ theo. không nhớ biết này Từ đồng nghĩa. 26, 27, 28 nhá. biết
1, 2, 3 và 1, 4, 3. Câu 1 nào, xin mời Tuấn nào. Tại sao câu đầu tiên lại là 1 Tuấn? Tuấn. Vâng. Tại sao câu đầu tiên lại là Bởi 1? vì từ kỳ truy bằng cái từ ta lên à? Bởi vì vậy à, nó nghĩa là gì? Nghĩa là vất vả. Đúng rồi, vất vả, gian lao, khắc nghiệt. Ngoài nghĩa đấy ra thì bình thường từ kỳ truy đã dùng trong trường nào em biết không? Từ cái gì Nó dùng chặt cho quần áo em ạ. Quần áo bị làm sao? chặt chặt Chặt, đúng rồi. Công việc lần này rất là là vất vả, khắc nghiệt. Đúng là một nhá. Số 2 là gì? toàn 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 dễ dàng Dễ dàng, đơn giản này. Số 3. chứ ba này là chương mạng chứ chứ ba là Dừng không bài ra thích này, chán, nhàm đó. chán. Số 4 à? Thú vị ạ. Thú vị. Đúng rồi, phải là một. Câu số 27. Câu 27 Tuấn đúng. Tại sao lại là 2? Ừ. Bởi vì cái từ đồng nghĩa em từ này em Em biết học từ rồi em này biết luôn rồi. hả? Em biết từ từ ta bi đê được này luôn đó. Thế nên em học rồi. À, thế là học nhiều đấy, khá. À, cutabi đê đự là mệt mỏi đúng không? Cái, thực ra là cái sắc thái nó mệt là hơn so với scale đê đự nhá. Đấy. Nhưng mà vẫn tính là đồng nghĩa được vì những từ khác không phù hợp. Câu này là Ừ, hôm nay thì đã rất là muộn. đúng rồi, đã rất là mệt. Từ đầu tiên là gì nhỉ? Isogasi đã bận rộn. Isogashi kata, bận rộn này. Số 2. Mệt mỏi đúng không? Tự Azukashi bì này. là Hazukashikata là vui. cái gì biết không? Là vui. Sỉ đúng không? Hỏi Kumata. số Cái gì? số Khó khăn. 4. Khó khăn. Câu 28. Câu 28. Xem mời điệp sàn nào. Cái này là sau khi cái kết thúc kỳ Đúng nghỉ rồi. Động từ à, kê đự khi đi với cái từ chỉ gì nhỉ? Từ chỉ quãng thời gian thì nó có nghĩa là kết thúc. Đấy, như vậy là phải chọn 3. Câu này là Quá kết thúc. sau khi kỳ nghỉ kết thúc thì tôi sẽ Liên lạc lại. Tôi sẽ liên lạc lại, đúng rồi. Từ đầu tiên nhá. Tô đê tà ra là gì? là Từ dừng bây rồi. giờ Tô đê tà ra là Tôi đây tặng ai bảo? Cô đê tà ra, tức tô đê tà ra một mà lấy à, từ chứ. nhận lấy Có à thể xin sao nghỉ đúng không? Kimatara là gì nào? khi mắc Kimatara thì quyết định được quyết định đúng không? Owatara kết kết thúc thúc này. và Hajimatara là gì? bắt đầu. Bắt đầu. Tiếp theo. Câu 29 30 nhá.
32 và 33. Điệp sang câu số 29 nào. 29 là cái quán này thì lúc nào cũng nhiều khách. Con giáp sự là gì, điệp sang nhập? Con giáp chữ này, cái này thì em Con giáp sự hán tự là hỗn tạp, đúng rồi, hỗn tạp cái đông đúc nhá, nó giống từ con đê được. Này, con đê được là đông. Như vậy là phải là đông cái diễn tả đông nhiều đúng không? Vậy là đúng là ok, cửa ta cứ sang lượng này có nhiều khách. đúng rồi, có nhiều khách. Số 1 là gì đấy? Không nhiều lắm, không Không khách thì nhiều không khách nhiều lắm. lắm. Sai đúng không? Số 2. Không nhiều, không có đồ sản phẩm lắm. Không có sản phẩm, đúng rồi, không có nhiều hàng, đấy là sai. Câu 4. Đây là có nhiều hàng hàng Cái hóa. hỗn tạp này phải là khách chứ không phải là người, là người không phải là vật đúng không, nên là 4 sai. 29 là 3 là chính xác. Câu 30. Câu 30 tuần đúng, tại sao lại là 2 tuần? Bởi vì cái từ tangent là đơn thuần, đơn thuần Ừ, là đúng dễ rồi, dàng, từ tangent là đơn thuần, đơn giản, dễ dàng đúng không? Thì câu này nghĩa là gì em? là cái quy luật của Luật của cái cái luật môn đấy, thể thao luật này. của môn thể thao này thì dễ hiểu dễ dàng. Đúng rồi, đơn giản đúng không? Đơn giản thì là dễ hiểu. Và Số 1 nghĩa là gì? biết tường tận, biết nhiều Yoku shiranete iru, thể bị động nhá. Có có nghĩa là thể biết được 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 biết được nhiều biết rộng rãi đúng không? Được người ta biết đến rộng rãi. Số 3. là không được biết cho lắm, Đúng rồi, không được người ta biết cho lắm. 4. là khó hiểu. Khó hiểu, sai đúng không? Khó hiểu phải là từ phức tạp sự đúng nhỉ? Phức tạp mới đúng. Rồi, tiếp theo sang bài cuối này. Hãy dùng từ này. Tuần 4, điệp tầng 3. Rồi, đáp án đúng của chúng ta là 4. Em giải thích cho thầy tại sao là 4 tuần. Bởi vì em đọc là cái khi mà có cái hỏa hoạn, cái ca gì ấy, thì hãy bình tĩnh và cái di chuyển, Ai bảo di chuyển? Đó. di động là gì, Ai bảo gì? Đây là hành hành động. động, động. Hãy hành động. Ừ. Ô đồ, đúng rồi. À, đúng rồi nhá. Khi hỏa hoạn ấy, thì hãy bình tĩnh hành động. Từ này là từ ô chữ, có nghĩa là bình tĩnh đúng không? Điềm tĩnh nó dùng để thể hiện cái gì nhỉ? Thái độ đúng không? Của con người khi làm gì đó. Đấy. Như vậy đúng, vào đây phải là số 4. Câu 1 này. Câu 1 phải sửa thành gì mới đúng biết không? Sau khi tàu điện bình tĩnh ga, bình tĩnh để ga là sao? Câu này phải dùng thay, phải sửa thành gì? Đâu Đến ga đúng không? nhỉ? Cự này, sau khi tàu điện đến ga thì hãy gọi điện cho tôi. Câu 2 nhá.
Bonosui cái sản phẩm này ấy, nó không được ưa chuộng cho nên là nó bình tĩnh suốt ở trên giá. Có ai nói thấy không? Không đúng không? Nó làm sao ở trên giá? Đặt số rồi. Đúng rồi, nó được đặt suốt ở trên giá các người dùng gì đấy? Ôi tiền. OT Ôi Animax tiền. đúng không? OT Animax được nhá. Còn nếu mà OT Cố không đặt. ấy là tôi đang đặt nó không không chuẩn lắm đâu. OTA được là nó vẫn đang được đặt ở trên giá suốt đấy. Hoặc dễ hơn sẽ là dùng từ Animax là nó ở trên giá. Câu 3. Cái chìa khóa của nhà tôi nó bình tĩnh xuống Ừ, hố. cái Ai lỗ nói thấy không? Nó phải là sao? nó cũng được cắm vào hoặc là cái gắn Ai vào bảo, ai bảo? Sao lại nó được à, cắm vào? Đây là cái hố, cái là lỗ cái mà. lỗ Chìa khóa nó bị rơi xuống hố chứ. à, số hô à? Em tưởng cắm vào cái À, lỗ không phải. Ochita nhá. Anna không phải là cái lỗ chìa khóa đâu. Anna đây là cái hố, cái lỗ. Rồi, câu 32. Bây giờ đều chọn hai rồi, chúc mừng cả hai. Đúng rồi, điệp sàng giải thích cho C tại sao lại là hai nào. cái này là đếm rồi Đếm là phải đếm đo đếm thì đo phải là chọn hồn chứ đúng không. Hakaru, nếu mà đọc là Hakaru ấy thì có rất là nhiều cách viết kanji đúng không. Nếu là chữ lượng nó sẽ mang nghĩa là gì biết không? Cân đúng không? cân Ừ. Nếu là chữ gì nhỉ? Nếu là chữ chắc. chắc thì là Nếu là chữ chắc này, hoặc là chữ đo hoặc là chữ kế nhá. cái đó đo thời Kế gian còn mang nghĩa đo là đo, đúng rồi. Đo sẽ là thời gian và độ sâu tưởng đúng rồi. Thời gian, chiều dài, độ sâu, đúng không? Diện tích. Đấy. Còn mấy cái từ nữa cơ, nhưng mà thôi mấy cái đấy khó ở N1, N2 học tính sau. Bây giờ N3 là ba cái này đã đúng không? Chúng ta sẽ xem cái nào là phù hợp nào. Chắc chắn là số 2 rồi. Số 2 là gì đấy? là Cho cái tính cho câu 2 nhá. Hãy đo cẩn thận cái bơ và cái gì đó Đây không phải là cái hãy bạch đâu, đây không phải là hãy đúng không. Nếu hãy đằng sau thì tên cứ đa sai chứ. Đây là tôi làm V1 và tôi làm V2 mà, tôi đã đo đúng không. đo Thực ra không phải là đo đúng đúng nhỉ. Đây là trường không? hợp là bơ với lại bột mì, phải dịch là từ gì nó mới phù hợp. Cân Căn đúng chỉnh nhỉ. Tôi đã cân cẩn thận bơ và bột mì làm cái bánh để làm bánh ngọt. Đúng là hai nhá. Câu 1 này, sau khi thử đo số táo thì là 17 quả, cái này phải là dùng từ gì biết không? đếm Đếm cà rồi, rô cà rô ET đúng không nhỉ. Câu 3, câu 3 sửa thành từ gì? hết cái khoảng thời gian làm bài tập này Không phải, không phải, nó là tố mà. Cái bài tập này ấy, thì kết thúc trong khoảng 1 tiếng. Tôi đang đo là cái bài tập này nó kết thúc trong 1 tiếng. Không phải, cái này dùng một động từ rất là dễ. Omoimasu.
Tôi nghĩ là đúng không, Ừ. quan điểm của mình nhá, cứ pha vào tô môi mắt, chứ không phải là tôi đang Ừ. đo là tô bốn. Tô bốn trở thành gì các bạn biết không? Cái tiền sinh hoạt phí tháng này thì tôi đã đo bằng máy tính điện, phải là tôi đã gì nhỉ, Tính tôi đã tính đúng rồi, tôi đã tính thì dùng từ gì, kê xong, kê xong, kê xăng, kê xăng đúng kê rồi, xăng, kê xăng xịt tờ nha. kê xong. À, tiếp theo, nhưng mà đi thi thì không ngồi sửa nhá, đi thi chọn đáp án thôi. Ba ba này, Em đây. Bác sĩ nói sao? Tuần 2 điểm sàng 3. Từ này là từ mang nghĩa là gì, điểm sàng? Cái này thì em đang đọc là em dịch đại là zoom mốt kiểu cảm giác thoải mái. Không, đúng rồi. Yumoa là gì Tuấn? Hài hước ạ. Là gì em? Hài hước. Đúng rồi. Yumoa là hài hước. Nó dùng để chỉ cái gì? Chỉ cái tính cách. Đúng rồi. Hài hước để chỉ tính cách đúng không? Đấy. Tính cách con người. Và cái dạng cố định của cái từ humor này là gì nhỉ? Chúng ta có được Rồi, humor Nga Đức là có sự hài hước nhá. Đấy. Như vậy đúng là hai. Câu hai là gì em? còn cái anh Kimura này thì có tính hài hước Ừ. và cùng với cái đi được là cái người Isoni Iruto mà Iruto là gì, ở cùng. ở cùng, nếu mà ở cùng thì rất là vui. Rồi nào, có một nào, tôi thích phim và tôi thường xem bộ phim hài hước, tại sao sai? Bởi vì cái này là chỉ tính cách của con người mà. Đúng rồi, nhưng mà nếu mà chỉ dịch mỗi cái nghĩa là hài hước thì vẫn chọn một đúng không? Cái môn này này không phải là gì nhỉ, không phải là chỉ cần biết nghĩa, biết mỗi nghĩa là đúng nhá, đấy còn phải xem bối cảnh là gì nữa và cái cấu thành của nó như nào nữa. Vậy cái này sửa này thì đúng, em biết không, bộ phim hài hước trong 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 tiếng Việt nó sẽ nói là gì Tuấn biết không? Thiên thần nước Nó sẽ là không Omoshiroi em ạ. nhớ Thú vị. chưa thú vị. Câu 3, cuốn sách mà bạn Ừ. tôi cho mượn ngày hôm qua rất là hài hước, sai đúng không, cũng rất là gì nhỉ. Thú vị. Rồi, Omoshiro kata. Câu 4, bởi vì anh ta giới thiệu bản thân một cách hài hước cho nên là đã được mọi người nhớ tên. Cái này tại sao sai? Cái Đúng này vậy, đúng sao không? lại giới thiệu hay đức mà nhớ tên này Có nghĩa là giới thiệu một cách hóm hỉnh ấy. không nhỉ? Hóm hỉnh hài hước ấy, kiểu vậy. Thì mọi người nhớ tên anh ta nó nhanh. Giới thiệu một cách gì để đặc sắc hoặc là nhìn giỏi chứ. Có thể dùng vô dự đi cũng được đúng không? Đấy, hoặc là dùng gì nhỉ? Tôi cứ biết sự cách đặc biệt Đặc đúng biệt. không? Hoặc là có thể dùng luôn từ thú vị kìa, Omoshiro tự đúng không? Cách thú vị. Humor này nó không phải tính từ đuôi na cho nên là dùng humor nghĩ là sai, đuôi là sai nhá. Câu 34, câu 34 khoai này. Từ thì dễ nhưng mà chọn chưa chắc là đúng đâu.
Là rồi, may quá các bạn đều đúng rồi. Một nhá, nào Điệp Thần, tại sao lại đúng là một nhỉ? Này em thì là vì tương lai của địa cầu, cái câu đầu tiên thế À, nó từ nay đọc gì Điệp Thần? cái này là Surai Thế thôi, từ này đọc soda hả? Từ này đọc gì? Từ này hắn tự là vị và lai, phải đọc là mi lai. Surai. À, còn sorai nó là chữ khác. Đây, sorai đây. Đúng không? Thế tại sao không phải là hai? Yamamoto 6 à? Mirai wa nani ni naritai desu ka? Là anh Yamamoto thì tương lai muốn trở thành gì? Tại sao này không đúng? Tương lai anh muốn trở thành muốn Một cái sorai. đúng rồi, Tuấn nói đúng nha. Cái này phải dùng sorai. Thế Tuấn không biết tại sao cái này dùng sorai mà cái đằng một lại dùng mirai không em? cái số này là dùng cho cái ước muốn của một cái cá nhân đấy. Đúng rồi, sorai là gì nhỉ? Là tương lai của cá nhân mang tính chất nhỏ hơn, đúng không? Gần hơn. Còn mirai là sao? Là Tương lai xa. Ờ, một tương lai vâng, xa hơn, đúng không? tương lai Quy sao? mô lớn hơn. Đấy, dùng cho gì nhỉ? Nhân loại, địa cầu. Đấy, thì đúng nhất đây phải là số 1, chính xác. Câu này là gì nhỉ? Hãy thử suy nghĩ về vấn đề môi trường vì tương lai của trái đất. Địa cầu. Đấy, ở địa cầu đấy. Như vậy là cái quy mô lớn này phải là dùng từ mirai mới đúng nhá. Còn cá nhân nhỏ này là dùng từ sorai. Đấy. Câu số 3 này. Hãy nói cho tôi cái tình hình của gì đó là lúc nào có thể đến, cái này phải dùng từ gì? Hình của gì nhỉ? Bản thân đúng không? Jibun. Câu 4. Bằng bằng giờ này tương lai thì dự định là cái trường đại học nó sẽ được xây dựng. Cái này phải sửa thành gì? Bằng giờ này làm sao? Bằng giờ này nó phải có một Thời cái điểm mốc thời gian, chỉ thời điện, thời gian cụ thể đúng không? Bằng giờ này thì nó sẽ là thường bằng giờ này thì nhỉ? tháng năm Tháng sau đúng không? Bằng giờ bằng tháng sau này, sau bằng giờ này năm năm sau. Ờ, lại nên nay nên đai ghét sự nhá mới đúng, nhưng mà không phải là mi lai. Bằng giờ vâng. này tương lai là cái gì? Đúng, đây là một, Nhưng các bạn đều đúng rồi. Rồi câu cuối cùng, câu 35 này. Tuấn 4, Điệp Thần 2. Rồi, câu này Tuấn đúng. Tại sao lại là 4 ạ Tuấn? vì cái Sokri là cùng nhau giống cái nhỏ là giống nhau Sokri không phải là cùng nhau em ạ. Sokri nó là giống. giống nhau ấy. Đúng rồi, giống nhau. Nó là giống nhau nhưng mà giống theo cái kiểu gì? Theo kiểu là kiểu như là
nghĩa là miêu con người ấy, tả, miêu miêu tả tả người, người đúng giống. rồi, miêu tả người giống nhau, dùng từ số cri nhá. Đấy, nên là đúng đây phải là số 4, câu 4 là gì đấy? Là cái khuôn mặt của chồng tôi, đứa con. Sao lại dịch là khuôn mặt của chồng tôi ấy? Phải dịch chủ ngữ trước chứ sao lại Chồng nhảy tôi, vào cái chồng này tôi vậy? và Chồng tôi chồng và tôi con trai tôi. và đứa con Ừ. thì có cái Nào nhìn này, ra cái đứa đế ná cự này. Không chỉ. không chỉ khuôn mặt và giọng giống nhau. Đúng rồi. Chồng và con trai tôi không chỉ khuôn mặt mà giống nhau đến cả giọng nói Đến cả nhá. giọng. Đúng đây phải là 4. Câu 1 này. Bố tôi ấy mỗi sáng đều đi đến công ty đúng không? Vào một quãng thời gian giống 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 nhau này, dịch thì sẽ như thế này, không ai nói như này cả. Cái này dùng từ gì biết không? Là gì? Người ta không dùng ô na gì em ạ. Một cái khung thời gian cố định ấy, thì người ta dùng từ kimata nhá. Kimata đây này, được quyết định, ấn định, có nghĩa là lúc nào cũng thế. Câu 2 này, tôi đã tìm được bộ quần áo có cái kích cỡ giống tôi. Cái này phải dùng từ gì? Hợp với, đúng Ít không? số. Câu 3, ngày sinh nhật của Ngày tôi và của bà tôi giống nhau. Này dùng từ gì? sinh hợp nhau cùng nhau Onaji đúng không? Đây, từ này dùng từ Onaji được. Đều là cùng một cái quãng thời gian nào đó thì có thể chọn là ba nhá. Nhưng mà đây là số cri là giống nhau, là miêu tả người như vậy, có phải chọn bốn là chính xác. Đó, đó là cái gì nhỉ? Đó là cái phần ôn tập ngày hôm nay.